Thánh Camillo Lelis, Linh Mục, năm 1550 đến năm 1614, ngày 14 tháng 7. Thánh Camillo Lelis là con của ông Joan Langis, một hiệp sĩ danh giá trong quân đội của Charles Queen. Mẹ ngài thuộc vào một gia đình thời danh nhất ở Naples. Từ những năm đầu thời hôn nhân, họ có được một người con, nhưng lại bị cất đi ngay khi đứa bé còn ở trong nôi. Lúc bà Lelis 60 tuổi, sau bao lời cầu xin khẩn thiết, bà đã sinh ra Camilo vào ngày 25 tháng 5 năm 1950. Khi đang mang thai, bà đã thấy mộng con trẻ mang trên ngực một hình thánh giá, có vô số trẻ em theo sau. Mộng thấy vậy, bà lo sợ rằng mình sẽ sinh hạ một người con làm đầu bọn cướp. Camilo mới sinh ra ít lâu thì mồ côi mẹ. Chưa được 6 tuổi, ngài lại mồ côi cha. Do những tai họa này, việc giáo dục Camilo bị bỏ mặt. Những buổi đầu đời của con trẻ đã chứng thực điều lo sợ của người mẹ là đúng. Camilo biến nhát và phóng túng, lao mình vào cuộc chơi. Đến tuổi 19, ngài theo đuổi binh nghiệp và 5 năm sau ngài xuất ngủ. Người thanh niên này phung phí hết tài sản và lâm cảnh cùng quẩn, phải làm phụ hộ cho công trình xây cất nhà cho các cha Francisco. Tại Phương Mô, ngài gặp hai thầy dòng và mến phục nét đạo đức khiêm tốn của hai vị. Từ đáy lòng, Camilo nguyện một ngày kia sẽ nhập dòng. Bỏ binh nghiệp, ngài đến nhà dòng Francisco Aguilar. À một người cậu của Camilo giữ cổng nhà dòng này. Camilo kể lại cho ông nghe tất cả những gì đã qua, và xin được mặc áo dòng. Cha giữ cửa biết rõ quá khứ đau lòng của cháu, muốn thử thách ơn kêu gọi bất ngờ này đã từ khước trong một thời gian. Camilo lại rơi vào cơn rối loạn. Ngài trở nên bất hạnh đến nỗi phải đi ăn xin cùng với một người lính cùng khốn khổ như ngài. Ngày lễ thánh Andre năm 1574, ngài ăn xin ở cửa nhà thờ Manfredonia, một lãnh chúa đi qua. Ông thương tình đề nghị Camilo làm việc cho nhà dòng. Camilo nhận lời, ngày kia trước lời khuyên nhủ của một cha dòng, ngài động lòng và bật tiếng khóc. Lạy chúa, thật là khốn cho con. Tại sao con biết chúa trẻ quá? sao con có thể giả điếc làm ngơ trước bao nhiêu lời mời gọi của Chúa như vậy được? Xin Chúa tha thứ cho con là đứa tội lỗi khốn nạn. Xin hãy cho con đủ thời gian đền bù tội lỗi của con. Lúc đó Camilo 25 tuổi. Ngài sinh nhật dòng ngày hôm đó và được nhận vào tập viện. Nhưng một mụn nhọt ở chân mở miệng, Ngài phải đi chữa trị. Lành bệnh Ngài trở lại dòng, nhưng mụn nhọt lại mở miệng. Các bác sĩ cho rằng ông nhọt này vô phương chữa trị. Ngài được nhận vào một bệnh viện nan y ở Roma. Nơi đây Camilo nhận ra ơn gọi của mình. Ngài thấy các nhân viên được trả lương như vô tâm trước nỗi đau đớn của các bệnh nhân. Ngài tận tụy phục vụ các bệnh nhân ngày đêm. Ngài còn quy tụ các bạn thành một để thực hành đức ái nữa. Trên ngực họ đeo một thánh giá đỏ. Công việc nặng nề và các bạn ngài thường tỏ ra lo lắng. Camilo nhắc cho họ lời của thánh Caterina thành Siena hãy lo cho ta và ta sẽ lo lắng cho con. Camilo được đặt cai quản nhà thương, lệnh ngài đưa ra là hãy phục vụ bệnh nhân như phục vụ chính Chúa Giêsu vậy. Để phục vụ hữu ích hơn, ngài đã theo lời khuyên của Đức Hồng Y để tiến tới chức linh mục. Nhưng trở ngại quá lớn, vì học thức ngài còn quá kém. Một thị kiến đã giúp ngài can đảm thắng vượt mọi khó khăn. Ngài thấy Chúa Kitô đưa tay ra nói: Camilo, con đừng sợ chi, cha sẽ giúp đỡ con và ở cùng con. 32 tuổi, ngài không mắc cỡ khi ngồi với các em nhỏ để học vận Latin. Sự kiên trì đã giúp người kinh viện này vượt qua mọi khó khăn. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1584, Camilo thụ phong linh mục và dân thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Thánh Gia Cô Bê. Vài tháng sau, Ngài được trao phó cho cai quản nhà thờ Đức Bà hay làm phép là. Tại đây, Ngài thiết lập một tu hội, anh em quy tụ quanh ngài dấn thân phục vụ những người hấp hối ở bất cứ nơi nào. Họ luôn trung thành với lời khuyên của ngài. Hãy hồi tâm để dâng lên những lời kinh nguyện tắc, và các bạn sẽ được nâng đỡ đặc biệt bên cạnh các bệnh nhân. Chớ gì họ biết cầu xin ơn tha thứ, biết dâng cái chết của họ hợp với sự chết của Chúa Giêsu Kitô và xin người đón nhận linh hồn họ vào lòng nhân từ người. Năm 1586, Đức Giáo Hoàng Sixto năm chấp thuận chương trình của Ngài. Năm 1588, Ngài được gọi đến lập tu viện ở Naples. Nơi đây Ngài đã thực hiện những hành vi đức ái kỳ diệu đối với các nạn nhân của một cơn dịch hạch. Năm 1591, Đức Giáo Hoàng Gregorio 15 đã nâng tu hội của Ngài thành dòng tu. Ngoài ba lời khấn còn có lời khấn thứ tư là hiến thân phục vụ nhân loại đau khổ, giàu bởi bất cứ bệnh tật nào. Dòng thánh Camilo phổ biến khắp nước Ý và còn phổ biến sang cả Pháp, Tây Ban Nha. Có người số tu sĩ và nhà dòng ngày một nhiều. Tuy nhiên, lòng tin tưởng của Camilo vào Chúa quan phòng thật vô bờ. Các chủ nợ lo âu hỏi ngài: Bao giờ cha mới trả hết nợ cho chúng tôi? Ngài trả lời: Đừng sợ gì thiên chúa quyền năng không gửi cho chúng ta món tiền nào sáng mai sao? Các chủ nợ cười nói: Thời phép lạ đã qua rồi. Nhưng rồi vài ngày sau, ngài được những túi tiền lớn đủ để trả nợ. Sự quan phòng cho thấy rằng các phép lạ có mãi cho những ai phó thác cho Chúa. Khi tuổi cao, Camilo vẫn không giảm bớt những phục vụ bên cạnh các người đau khổ. Thấy vậy, các bệnh nhân nói, cha nghĩ đi kẹo té ngã mất. Nhưng các ngài trả lời, này các con, cha là nô lệ của các con, cha phải làm mọi sự có thể làm được để phục vụ các con. Đi từ giường này tới giường khác, ngài tự nhủ, hạnh phúc tôi mong đợi lớn lao đến nỗi mọi đau khổ đều thành niềm vui của tôi. Kiệt sức vì công việc và đau đớn, Camilo Lelis chỉ còn là một bộ xương. Khi thấy giờ chết tới gần, Ngài vui sướng. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, nào ta đi về nhà Chúa. Được đưa về phòng, Ngài còn nói trong nước mắt. Lạy Chúa, con biết con là một tội nhân ghê gớm. Nhưng xin hãy cứu con nhờ lòng nhân lành Chúa. Ngày 14 tháng 7 năm 1614 Camillo Lelis qua đời. Năm 1746, Đức giáo hoàng Benedicto đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.